Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 3, trang 153, sách giáo khoa toán lớp 5 bài ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng. Bài tập 3 đề bài yêu cầu chúng ta viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Ta có mẫu 5.285m bằng 5km, 285m và bằng 5,285km. 6.258g bằng 6kg, 258g và bằng 6,258kg. Chúng ta quan sát các ví dụ mẫu rồi thực hiện tương tự với các câu còn lại. Câu A. Ta có ví dụ mẫu. Ta thực hiện tương tự với 1.827m. 1.827m chính bằng 1.000m cộng 827m, mà 1.000m ta đổi được bằng 1km. 827m ta giữ nguyên. 1m sẽ bằng 1 phần 1.000km. Như vậy, 827m sẽ bằng 827 phần 1.000km, hay chính bằng 0,827km. 1km cộng 0,827km sẽ bằng 1,827km. Chúng ta làm tương tự với các câu còn lại. 2.063m, cô viết được bằng 2km và 63m. Hay chính bằng 2,063km. Tiếp theo, 702m bằng 0km. Với 702m, 702m chính bằng 702 phần 1.000km, hay bằng 0,702km. Câu B. 34 decimet bằng ...mét ...decimet bằng ...mét. Cô tách 34 decimet ra bằng 30 decimet cộng 4 decimet, mà 30 decimet sẽ tương ứng với 3 mét. 4 decimet chúng ta giữ nguyên. 1 decimet bằng 1 phần 10 mét. Như vậy 4 decimet sẽ bằng 4 phần 10 mét, hay chính bằng 0,4m. 3m cộng 0,4m bằng 3,4m. Tiếp theo, 786cm. Cô tách ra bằng 700cm cộng 86cm. 700cm chính bằng 7m. 86cm chúng ta giữ nguyên. Cô viết được dưới dạng số thập phân là 7,86m. Vì 86cm bằng 86 phần 100, hay chính bằng 0,86m. Tiếp theo, 408cm. Chúng ta cũng thực hiện tương tự giống như 786cm. Bằng 4m, 8cm, hay chính bằng 4,08m. Câu C. Ta có ví dụ. 6.258g bằng 6kg, 258g bằng 6,258kg. Ta thực hiện tương tự với 2.065g. 2.065g sẽ bằng 2.000g cộng 65g, mà 2.000g bằng 2kg. 65g ta giữ nguyên. 65g ở đây sẽ bằng 65 phần 1.000kg, hay chính bằng 0,065kg. 2kg cộng 0,065kg bằng 2,065kg. 8.047kg bằng
8.047 kg bằng 8.000 kg cộng 47 kg, mà 8.000 kg chính là 8 tấn. 47 kg. 47 kg cô đổi được bằng 0,047 tấn. 8 tấn cộng 0,047 tấn bằng 8,047 tấn. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 3, trang 153, sách giáo khoa toán lớp 5, bài ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lờigiải2.com. Cô chúc các con học tốt!